nhưng về kinh tế anh hơi khó đuối. Anh đâu phải sầu riêng đâu mà sao em cứ tìm chỗ có muối. Em 18 nhưng hư, năm nay là năm tốt. Nhìn cậu nhóc của anh thì biết đâu là kẻ chậm bốt. Nội y thì nhảm có bao nhiêu, có bao nhiêu thì cứ việc đem ra. Tay chân thì chói còng sắt, miệng em nhét nhẽ anh thách em la. Trong lớp váy là thứ anh thích, mỗi ngày vào club là một màu riêng. Chân của em đang vắt trên cổ nhưng không có nghĩa đây là lần đầu tiên. Cứ phố lên đèn là anh lên xe, nhấp ga nhẹ nhàng cho em rên khẽ. Bad girl quỳ xuống để nghe lệnh nè, cảnh này nhạy cảm cho nên phải nên che. Gọi anh là ông già Noel phát quà, gái ngoan tự nhủ đừng chọc. Gái hư thì vào thế bốn chi, tóc như dây kéo anh cưỡi tung lọc. Let's go. Việc em rap anh thì anh đâu ngờ, vào vấn đề luôn không phải câu giờ. Ư thì bad girl chính là em đấy, con gái như em phải làm sao nhờ. Cậu nhóc là che chăm đốt, nhưng mà là chăm đốt nửa mùa. Nên hôm nay em sẽ cho anh biết, em cháy còn hơn cả lửa chùa. Em bẻ lại anh câu này, mọi người lại phải khen là chất chất. Che chăm đốt thì cũng là ghê, nhưng khi em đọc thần chú là khắc xuất. Anh nghĩ là ăn được em, thế để em gọi bạn ra cười cùng. Chỉ có một người duy nhất là biết màu bra mà em thường dùng. Nói ra lời này làm anh khá quê, nhìn anh như này thì em quá chê. Các anh mỗi khi được nghe em rap lại phải thốt lên là thích quá đê. Vì anh không phải là dân chơi, trái tim này em đây lại cất. Gặp anh là vắt chân lên cổ, nhưng có nghĩa là em chạy mất. Em là bad girl trong bộ váy ngắn, ăn chơi ngoài đường cũng phải cháy nắng. Nói ra lời này làm anh thấy đắng, anh tụt quần xuống em chỉ thấy ngắn. Em là bad girl trong bộ váy ngắn, ăn chơi ngoài đường cũng phải cháy nắng. Nói ra lời này làm anh thấy đắng, anh tụt quần xuống em chỉ thấy ngắn. Ok, quan trọng là không phải ở độ dài mà là kỹ năng anh dài ạ.